À, xin chào bạn, trước mặt mình đang là chiếc loa di động cỡ nhỏ JBL Clip 2. À, thì đây là cái phiên bản thứ hai, nó được nâng cấp lên về cái khả năng kết nối, cái khả năng chống nước hoàn toàn, cũng như là nâng cấp cái cũ loa và cho cái công suất lớn hơn cũng như là thời lượng pin lớn hơn. À, thì bây giờ mình sẽ đập hộp của nó ra, và trước khi đó thì mình sẽ nói về những cái thông tin mà nhãn sức họ ghi ở bên ngoài của chiếc loa cho các bạn nắm sơ. Thì ở mặt sau thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái dòng miêu tả như là kết nối Bluetooth nè, rồi dung lượng pin cho thời gian nghe nhạc lên tới 8 giờ, rồi có cái chức năng là tích hợp mic để cho cái khả năng đàm thoại rảnh tay. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ thấy là ở đây là ngoài có một cái móc để mà chúng ta đeo vào ba lô hay là treo ở đâu đó, ví dụ như là đi tắm mà vừa nghe nhạc chẳng hạn, thì ngoài ra thì chúng ta còn có một cái sợi dây cáp 3.5 được tích hợp sẵn vào bên trong loa như thế này, để mà chúng ta sẽ kết nối với lại những cái thiết bị khác dễ dàng hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Mời Nguyên. Đấy. Đóng gói khá là kỹ lưỡng, biết trong đây có cái gì không? Đây, chúng ta có một cái sợi cáp màu cam JBL ở được đóng lên trên cái phần chui cáp. Đó, sợi cáp màu cam khá là đẹp. Thiết nghĩ là chắc là mọt sơn Lazio rất là thích cái này. Đấy. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có cái chiếc loa đó, màu sắc rất là dễ thương, ấn tượng. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có sách hướng dẫn sử dụng nhanh cũng như là phiếu bảo hành gì đó. Rồi không có quan trọng lắm. Bây giờ mình sẽ tập trung nói về cái chiếc loa này nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ tập trung nói về cái chiếc loa nhiều hơn nhân vật chính chúng ta. Thì so với phiên bản đầu tiên thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thay đổi ở cái mặt trước của loa. Chúng ta cũng sẽ có một cái khu vực ở mặt trước được bọc lại bằng một cái lớp lưới được đan theo cái hoa văn sọc chéo như thế này, nhìn trông khá là bắt mắt và cũng khá là chắc chắn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo của JBL đây. Mình đã nhiều lần phàn nàn về cái việc mà JBL họ luôn đặt những cái logo ở những cái vị trí có thể nói là theo mình là khá là phản cảm. Nếu mà cái này mà không có đặt cái logo của JBL mà chúng ta sẽ có một cái biểu tượng gì đó, ví dụ như là một chiếc mic hoặc cũng có thể là không có cái gì nữa hết, thì nó sẽ nhìn nó sẽ đơn giản và ấn tượng hơn rất là nhiều. Đó. Tuy nhiên thì nếu mà đọc cái dòng màu cam ở đây thì có thể là một số bạn sẽ cho là nó sẽ là một cái điểm nhấn của loa, cũng khá là thú vị. Đó. Thì các bạn có thể thấy là chiếc loa chúng ta nó giải dạng dẹp như thế này, và nhìn ở một chiều ngang thì chúng ta sẽ có cảm giác giống như là một cái chiếc bánh gì đó vậy. Đó. Thì cái khu vực ở phía trên được tách ra so với khu vực ở phía dưới bằng một cái rãnh, và cái rãnh này chúng ta sẽ được dùng để mà nhét cái sợi dây cáp 3.5 vào bên trong. Đó, thì một cái điểm đáng chú ý khác nhìn vào là biết liền đó là ở đây chúng ta sẽ có một cái chiếc móc, đó, một chiếc móc được phối màu khá là bắt mắt. Nó được đính vào loa bởi một cái miếng cao su ở đây rất là to và nhìn khá là chắc chắn. Ở mặt dưới của loa thì chúng ta chỉ có những cái thông tin khá là cơ bản được ghi vào trong đó. Với cái kích thước khá là nhỏ gọn thì các bạn có thể thấy là chiếc loa này nó nằm gọn ở trong lòng bàn tay của mình, mặc dù là tay mình hơi nhỏ một xíu. Đó, thì ở mặt sau của loa thì chúng ta sẽ cũng có một cái bề mặt là bằng cao su như thế này và nó được lõm vào bên trong. Ở đây thì các bạn có thể thấy là sẽ có một cái khe để mà chúng ta nhét cái lắp cắm 3.5 vào. Đó, thì khi chúng ta mở ra thì cái sợi dây nó sẽ được kéo dài ra như thế này. Đó, đây là một cái tính năng mà mình đánh giá khá là cao, khi mà chúng ta sẽ có thể là dễ dàng kết nối với lại tất cả những cái thiết bị khác hơn, thay vì phải ngồi chờ đợi kết nối Bluetooth, tuy là đơn giản nhưng mà cũng khá là mất nhiều thời gian. Đó, thì ở cạnh bên của lò đó, các bạn có thể thấy là cạnh bên của lò chúng ta sẽ có một cái nút tắt mở nguồn, và đối xứng bên đó là một cái nút để mà chúng ta pair là những cái thiết bị khác hoặc cái nút Bluetooth. Nút thì được làm lõm vào bên trong luôn. Đó, trông có cảm giác khá là liền lạc. Đó, khi mình nhấn vào thì sẽ có một cái âm thanh phát lên và cái đèn báo ở đây nó sẽ báo nhấp nháy liên tục để mà đưa loa về chế độ tìm kiếm và kết nối lại những cái thiết bị khác. Rồi, để đảm bảo khả năng chống nước hoàn toàn thì tất cả những cái cổng kết nối nó sẽ được nhét vào bên trong một cái nắp cao su như thế này đã rất là sâu. Một cái cổng micro USB được đặt vào bên trong rất là sâu, thì đại loại thì rất là chắc chắn. Đó, hiện nay nếu mà cần đi tắm thì cũng có thể đem theo mà nghe nhạc được. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nhận cuộc gọi. Cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lỗ nhỏ để hãng họ đặt cái mic ở đây để cho phép chúng ta đàm thoại chế độ rảnh tay. Cũng khá là đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ kết nối cái chiếc loa này với lại cái chiếc điện thoại của mình để bắt đầu phát thử một số bản nhạc cho bạn nghe. Thì lúc nãy mình đã có thử nghe rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ trình diễn lại cho các bạn thử thôi. Thì nhìn chung thì cái điểm đáng chú ý nhất của cái chiếc loa này chính là cái mức âm lượng
khá là lớn so với lại cái kích thước rất là nhỏ bé của nó. Và tất nhiên với cái kích thước nhỏ như vậy và nó mỏng và gọn được như vậy thì tất nhiên là chúng ta sẽ không quá đòi hỏi nhiều cái chất lượng khắt khe về cái chất lượng bass. Rõ ràng là nó sẽ bị dễ bị vỡ cũng như là dễ bị ù khi mà chúng ta mở mức âm lượng cao khoảng chừng từ 85 trở lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt nó và mình sẽ mở lên một số bài nhạc cho bạn nghe. Rồi cuối cùng là những cái chi tiết hơn thì bạn có thể là tham khảo thêm trong bài viết của mình. Xin cảm ơn các bạn. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. On my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me.